Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Đầy dẫy sát khí trên thế giới. Người nào cũng mang trong mình một đầu đạn nguyên tử, tức là sự phiền não, chỉ chờ cơ hội bùng nổ. Sức mạnh của phiền não còn ghê gớm hơn sức mạnh của đạn nguyên tử nữa. Các vị thử coi, ngày nay loài người trên thế giới rất dễ nóng giận, không kể nhân dân nước nào đó chẳng có công phu tu dưỡng, mà đầu óc còn đầy dẫy những tư tưởng Atula. Họ giống như là những chuyên gia về đấu tranh, từ sáng đến tối chỉ nhằm tìm phương cách làm sao đấu tranh cho thắng lợi. Trong tình huống như vậy, sát khí bốc lên, tràn ngập tam thiên đại thiên thế giới. Trên không trung đặt một bầu khí độc, khiến trong đời sống của nhân loại phát sinh những chứng bệnh kỳ quặc. Hậu quả nặng nề nhất của nghiệp sát sanh là các thiên tai gây tai họa cho loài người, hoặc đó là nạn động đất, hoặc nạn sóng cồn, hoặc nạn lạnh, nạn nóng quá dữ dội, cho đến các cảnh mưa không đều, gió không thuận, dân chẳng an, nước chẳng thịnh, tức là những hiện tượng bất thường xảy ra. Còn những người mù điếc, câm ngọng đều do những kiếp trước tạo nghiệp sát sanh nặng nề, khiến sau khi chết bị đọa địa ngục, thọ quả khổ, rồi chuyển sang làm quỷ đói, làm súc sinh, lên làm người. Tuy kiếp hiện tại được làm người, nhưng vì quả báo nên sáu căn không được đầy đủ. Những người có lục căn không đầy đủ, không có cơ may được thấy Phật, được nghe Pháp, được gặp Tăng, vì sự chướng ngại đó mà thành vô duyên với Tam Bảo. Tóm lại cứ phải luân hồi trong vòng lục đạo, chuyển lên chuyển xuống, tìm không ra cánh cửa giải thoát. Những ai làm việc thiện có thể sanh lên ba nẻo đường thiện, cảnh trời, cảnh người, cảnh Atula. Những ai tạo nghiệp ác thì sẽ sanh vào ba nẻo ác, tức địa ngục, quỷ đói, súc sanh. Người xưa có câu, xuất mã phúc, nhập lư thai, Diêm Vương diện tiền kỳ độ hồi, Cương Tòng đế thích điện tiền quá, Hậu đáo Diêm Quân qua Lý Lai. Nghĩa là, người ta chẳng phải nhất định cứ giữ thân người mãi, có lúc làm ngựa, có lúc làm lừa, thường thường là khách viếng điện Diêm Vương, bồi hồi chẳng đi, chẳng biết đã bao nhiêu lần rồi. Vừa mới đi ngang qua trước điện Linh Tiêu ở trên cung vua Đế Thích, tức vừa ở trên tầng trời, nhưng thời gian ở đây chẳng được lâu, nay đã phải tới chầu Diêm Vương, lọt vào cái vạc dầu sôi nóng bỏng. Chẳng ai có thể tự mình bảo đảm kiếp nào cũng làm được công đức tạo nghiệp thiện. Cũng có khi vì đầu óc hồ đồ, không phân biệt rõ ràng, do hoàn cảnh sai khiến mà tạo nên nghiệp tội, phạm vào các nghiệp sát sanh, trộm cướp tà dâm, nói dối, uống rượu, năm giới cấm. Chẳng phạm ngũ giới mà tu thập thiện thì có thể sanh lên các tầng trời, hưởng thọ phước trời và khoái lạc. Phước báo ở trên cõi trời so với phước báo ở thế gian thì gấp vạn lần, cho nên lên tới cảnh trời rồi thì chẳng ai còn muốn xuống thế gian. Khi phước báo cõi trời đã hưởng hết, phải trở về thế gian thì cũng là hạng đại phú, đại quý, chẳng phải là hạng tầm thường trong xã hội. Làm kiếp Atula là do nhân duyên có tâm đấu tranh kiên cố, họ chỉ có thiên phước mà không có thiên quyền và thiên đức. Tên của họ có nghĩa là vô tử, bởi không có rượu uống nên họ phải đi ăn cướp. Họ tuy ở tầng trời nhưng không có rượu uống, do đó thường hay tranh đoạt với trời Đế Thích, với mục đích chiếm ngôi báu. Atula chính là một loại thổ phỉ ở trên tầng trời. Số thổ phỉ trên thế gian chính là hóa thân của Atula vậy. Nói tóm lại, Atula chính là hạng ưa đấu tranh. Ngày nguyên đán nói giáo lý Phật, hôm nay là ngày xuân tiết, nhằm năm Nhâm Tuất của vòng 60 hoa giáp thuộc năm con chó. Có người bị thương nặng vì chó cắn, có người thì được chó bảo vệ an toàn. Chó bảo vệ người lành mà cắn người ác. Người ác tuy ác nhưng tạm thời được vô sự, cái đó là lý do gì? Người xưa thường nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thiện ác đáo đầu, trung hữu báo, chỉ hữu lai tạo, giữ lai chỉ. Nghĩa là, thiện thì có quả thiện báo, ác có quả ác báo, thiện ác đến cùng đều có báo ứng, chỉ có báo sớm và báo muộn mà thôi, tơ hào không hề sai sót. Nhân quả là một định luật không thay đổi từ ngàn xưa. Gieo trồng nhân lành sẽ kết thành quả lành, nhân ác sẽ kết quả ác. Những điều chúng ta gặp đều do nghiệp xưa đã được tạo tác, thế tất phải thọ lãnh quả. Khi thọ lãnh quả, chúng ta không nên trách trời oán người, mà phải coi như chuyện đương nhiên, giữ tâm bình thản mà thọ lãnh.
vận mệnh cũng không phải là cái gì nhất định, vì tất cả đều do chính chúng ta tạo tác. Làm nhiều việc thiện, vận xấu biến thành tốt, làm nhiều điều ác, vận tốt biến thành xấu, cho nên vận mạng cũng là nằm trong tay chúng ta. Người xưa thường nói, mệnh do ngã lập, phúc tự kỳ cầu, họa phúc vô môn, duy nhân tự chiêu. Nghĩa là, mạng do ta lập ra, phước do chính ta cầu, họa phước đều không có cửa, do người tự chuốc lấy. Nói về sự an bài của vận mạng, thì người bình thường có số mạng, còn đối với những bậc đại thiện nhân, vận mạng của họ vượt ra ngoài khuôn khổ của số mạng. Kẻ đại ác cũng thế, không hạn định trong vòng số mạng. Như vậy là nghĩa gì? Lấy thí dụ, cá nhân này sanh ra đời không thể làm ác, nhưng người đó đã gây ra tội ác, như vậy tức đã vượt ra ngoài vòng số mạng. Cũng như thế, người kia ra đời không thể làm việc thiện, vậy mà đã làm được việc thiện, tức cũng đã vượt ra ngoài vòng số mạng. Nếu vượt ra ngoài số mạng thì vận mạng cũng có thể cải biến. Người làm việc thiện sẽ có các vị thiện thần hộ pháp tới ủng hộ, người làm việc ác cũng có các thần ác đi theo, cho nên người ta nói, sự báo ứng của thiện ác như bóng đi theo hình. Nói tóm lại, làm việc thiện thì được sống lâu, làm việc ác thì bị giảm thọ, thọ mạng chính là do mình vậy. Nếu muốn cải tạo vận mạng của mình, quý vị hãy đọc Liễu Phàm Tứ Huấn. Trong sách đó có nói rất tường tận, ở đây khỏi nói thêm. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm kể theo âm lịch, có câu nhất nguyên phục thủy, vạn tượng cánh tân, nghĩa là ngày đầu thì trở về bắt đầu lại, muôn sự đều đổi mới. Vậy chúng ta nên bắt đầu từ hôm nay, canh tân trong việc tu hành nhất định làm cho hay, kẻo uổng phí thời gian. Không giống như năm vừa qua không thực hiện được gì, năm nay quyết phải khai ngộ. Trước hết, ta hãy phát điều nguyện này, chắc chắn có chí thì nên. Mọi người tu đạo, trong cái kho băng lạnh này, cần phải hết sức dũng mãnh và tinh tấn. Nếu không sẽ bị đông cứng thì quả là không đáng. Uổng phí một phen tâm huyết, cô phụ cái quyết chí của chúng ta lúc ban đầu. Kim Sơn Thánh Tự là cái tủ tuyết, Vạn Phật Thánh Thành là cái kho băng. Cho nên, đa số đến thành Vạn Phật không chịu nổi lạnh, phải bỏ đi nơi khác. Chỉ có một vài người ngu si không sợ lạnh, không sợ cống mới ở lại kho băng để dụng công tu đạo. Nhưng cũng có người cắn răng, cố gắng chiến đấu với lạnh, đáng khen ở cái trí, ở cái tinh thần không chịu khuất phục, nhưng lại đáng tiếc ở chỗ ưa ngủ nghỉ mà không muốn tu. Nếu đã muốn ngủ, sao không đến chỗ ấm áp để ngủ, mà phải tới cái kho băng này để ngủ, như vậy đâu có thoải mái. Tại sao chúng ta phải khổ tu như vậy? Chính là muốn sanh đạo tâm. Nếu ở tại đạo tràng này thì ngày ngày phải tu đạo, chứ không phải để vui đùa, ngày ngày ngủ cho đã để lãng phí thời giờ quý báu. Ở trong cảnh ngộ khổ mới biết phát tâm đạo, mới phát tâm bồ đề, không tham hưởng thọ, không mưu cầu an lạc. Tuy trong hoàn cảnh khổ mà tâm vẫn an nhiên, không bị cảnh ngộ chuyển đổi, mà ngược lại có khả năng chuyển đổi cảnh ngộ. Người ta bảo, nghịch cảnh tạo anh hùng, chúng ta ở trong hoàn cảnh gian nan khốn khổ, phát tâm bồ đề rộng lớn, coi tất cả thế gian là không, coi phú quý ngũ canh xuân mộng, công danh nhất phiến phù vân, nhãn tiền cốt nhục dĩ phi chân, ân ái phản thành cưu hận, mạc bà kim già sáu cảnh, hưu tương ngọc tỏa triền thân, thanh tâm quả dục thoát hồng trần, khoái lạc phong quang bổn phận. Dịch nghĩa là, cảnh phú quý một trường xuân mộng, bà công danh một đám phù vân, thân này xương thịt chẳng chân, tình ân ái sẽ đổi thành cừu hận, gông vàng đeo cổ chi thêm quẩn, ngọc quý đừng mang bận tấm thân, thanh tâm bất dục thoát trần, hưởng thú phong quang làm bổn phận. Chúng ta nên theo như vậy mà tỉnh ngộ, ngay trong hoàn cảnh khó khăn chúng ta hãy dụng công tu đạo. Nhân dịp năm con chó có bài kệ tụng như sau: cửu niên quá khứ hữu nghinh tân, kê minh cầu đạo khởi cửu phân, khẩn thủ môn hộ phòng thất thiết, tự lợi lợi tha tận duy tâm. Giải thích sơ lược như sau: năm ngoái đã qua rồi, nay lại nghinh tiếp năm mới. Năm cũ là năm con gà, năm nay là năm con chó, tức không phải thời kỳ tốt, cho nên
chúng ta phải cẩn thận giữ gìn cửa ngõ, kẻo của quý bị mất. Của quý này chính là bổn tính chân thực của mình, cũng là cái trí huệ sẵn có của mình, chớ để nó mất tiêu. Do đó, sáu cửa là sáu căn phải được canh giữ, kẻo của quý vô giá bị thất thoát. Tự lợi lợi tha là hành đạo Bồ Tát, chỉ có do tâm mà thấy được, chứ không phải do bên ngoài. Tôi mong mọi người biết tiết thời giờ, không giống như năm ngoái, để ngày tháng qua đi xuông rất uổng. Năm nay, quyết cố gắng nhiều lên, dụng công thiền quán, phát nguyện khai ngộ. Chúc các vị xuân tiết an lạc, vạn sự như ý. Ha ha ha, 问什么的说呵。